ăn cho. Đất của các anh ấy chạy ô tô mấy vòng mới đất. Cái này là bắt đầu hai ta té phải gì cũng của mình. Bây giờ có ai của mình luôn. Của mình luôn chứ mình bây... mình mới có điện. Bây giờ thì nó xung quanh đây, cả trái cả phải là của này. Cái hồ này là như nước thiết tứ này phải không? Ở nhà nó tứ hai cái hồ rồi lắm. Ở đây đào hồ này cũng có nước rồi. Ở đó nước nó phục vụ bây giờ mấy ngàn trụ được. Ồ. Tháng 10 chứ tháng thế thì nhiều người du lịch Thanh Lam đó xem mấy cài đó. Thanh Lam người ta vẫn lên đây du lịch tên vườn tu là chính chứ vườn nào rộng đâu có. À bỏ cuộc cái tôi vẫn để nguyên à. Cũng vẫn là Thanh Long đúng không? Rồi ok vô uống miếng nước đó rồi bây giờ đi tiếp. Còn Thanh Long là Thanh Long mới hả? Mới trồng đây mà. Buồn lắm. Ờ mới trồng sao mà. Rồi cố già. Ra ngắm vườn Thanh Long của anh ạ. Quá quá. Vô uống nước anh. Chắc em đang nhỏ tuổi như vậy. Vâng, em bằng tuổi Hiệp ạ. Ui, ui giời đất của các bác. Bạt ngàn mênh mông ngoài, không biết cỏ bay gãy cánh. Nè, xin chào bà con cô bác anh chị nhé. Hôm nay mình đang thăm quan vườn nho. Đây là nho 152 ở Bình Thuận. Bà con nó trồng ở Bình Thuận. Sau nó ăn thế này. Cũng trồng theo dàn chữ Y. Nhưng dàn chữ Y này nó nạ lắm. Trồng nó như thế này thì ôi. Này là trồng kiểu này. Đây là chữ Y mà tạo cành kiểu này, đâu phải chữ Y nữa. Cái này. Sâu đầy bọ trĩ ăn. Khu này tận 5 hecta nhé mọi người nhé. Ừ, cái này là ghép ấy chứ. Ghép. Không phải cây dâm hoa, cái này là cây ghép. Ghép còn nho dại Ninh Thuận. Cái này là 152. Vườn bên này là 152, còn cái kia là cũng vậy, cũng là 152 luôn. 152 nho ghép một cây 152 ghép. Không. Ui ôi. Nhìn. Bên này mới là mẫu đơn nè. Đây. Đúng không? Bên này cũng in mẫu đơn. Golden. Golden. Đấy con chó con này đẹp. Cái này mẫu đơn này. Đây được một ít mẫu đơn. Mẫu đơn. Cái mẫu đơn này đưa sang đây nhìn còn khá hơn. Nhìn lá nó còn nên còn đẹp đẹp một chút. Cây này cũng là cái mẫu đơn này cũng là cây ghép. Cây ghép giống nho của Ninh Thuận. Đây. Giống nho dại lá dày của Ninh Thuận. Thì nó chết cái mắt ở trên là nó lên ở dưới là cái cây lá nho lá dày nó dại của Ninh Thuận. Là cây nho rất ghép. Cái này là cũng cắt đi á, chắc là cắt đi cái nại, cái này nó nên không được là cắt đi, kìa đang cắt cụ hết đi để tạo nại, chắc là rụi hết đi là, ôi mênh mông kìa, mọi người có nhìn thấy không? Suốt cái luống này thì có khi phải 300 mét chiều dài mà anh đầu tư vào đây không biết bao nhiêu tiền của. Cái này là cắt đi này, cắt cụt đi tạo lại.
có một chùm cành nào, một chùm cành nhiều, một chùm đất này chẳng qua là mừng đất thôi. Cái đất này nó nóng lắm, đúng là mình sỏi thôi chứ còn chủ yếu là phân bò này, phân quá hạt nó sỏi. Này nho chết, nhìn giờ thu xong lại cắt như này. Trong cái nho này bán được 150,000 một cân đấy, vẫn được, nếu mà chín ngon thì vẫn bán được. Mà sao nó lệch vậy, không liền với nhau hết mà nó làm... Để nó thoáng ấy, để cái mái này nó thoáng. Vậy là mình sao mình ví dụ như này là anh bảo là anh thu hoạch rồi xong anh cắt là cho nó lên để anh lại. Đây là làm theo cái kiểu phương pháp gì đây ta? Mỗi người mỗi phương pháp khác nhau. Cho nó lên lại xong rồi mới cắt. Thì là hẹn năm 2 vụ. Làm chữ Y mà theo kiểu này. Chết rồi. Mình không hiểu. Thì người ta làm tự nhiên người ta cứ kiểu ấy đấy bạn. Tức là cứ làm theo cái sở thích của mình như thế nào, hoặc là cứ thế nghiên cứu xem những cái trang trên nước ngoài thứ đấy, xong người ta làm xong cứ thế làm ấy, chứ nó không theo một cái khuôn khổ nào, không được chuyển giao, kiểu không được chuyển giao. Cái này cái ghép. Cái ghép. Cái dưới là cái nho dại đó. Cái này nó dại. Nó dại nó dày. Cái cây này nè, trồng bằng cái cây hôm. Cây hôm mà cắt giống như cây mì vậy đó. Đúng rồi. Nó chè giặt 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 cái trồng đó. Ông mua toàn là ở Ninh Thuận này không mà. Ở Phan Giang này không, ông đâu có mua nho nước ngoài đâu. Nho này nho Ninh Thuận mà. Đây là xếp trồng hết lên nhau ngả ra đây thành bó như một củi này chứ có phải là làm chữ Y như là mình làm đâu. Ý cái vàng thì vàng chữ Y. Gan thì gan chữ Y nhưng mà này cây thì tạo cành như bó củi. Đây là tạo cành theo kiểu bó củi. Rất là nhiều cành trồng lại với nhau nhưng mà không có quả. Nhưng mà ngày hôm qua ngay chỗ anh Duy mình thấy nó cũng bị hư cành nhiều lắm. Nó cũng thiếu cành đó. Không, nó thiếu một hai cành đấy, nó không có đáng kể, nó không bật đây, nhưng mà đây bạn xem này. Này nó có được mấy cành đâu. Đúng rồi. Này. Cả một mấy mét mới được có mấy cành, mà quan trọng là mấy cành này nó cũng không có quả. Đây, nó quả đâu. Dài từ tận kia 4-5 mét mới có được 3-4 chùm này. Đúng rồi. Này đâu. Mà chùm thì cũng đâu được bao nhiêu. Dữ lắm là 4-5 lạng là cùng. Đúng rồi. Không được đâu. Chùm kia được 2 bạn ạ. 2 bạn ạ. Ôi xong là cái nền xong làm dàn ngang trên đây còn khổ nữa. Giờ đang có dàn này rồi, giờ đi làm xin dàn ngang. Này phá đi làm dàn ngang, tức là anh làm dàn chữ Y không được. Tức là làm kia thời nó không hiệu quả, bây giờ là bây giờ là chuyển ra làm dàn ngang. Mình làm dàn chữ Y thì mình phải làm đúng chuẩn chữ Y cơ. Chứ mình lại làm dàn chữ Y xong lại đây. Khu thì chữ Y bây giờ làm chữ Y không hiệu quả này, ngại cắt cụt hết chữ Y đi và đưa lên trên này, đưa trên trên ngại cắt cụt đi, cây 3 năm như cái ngón tay ấy, cắt cụt hết chữ Y đi, lại đưa lên dần ngang, tháo hết hệ chữ Y đi. Đưa lên dần ngang. Này vào đầu tư 7 tỷ ở đây, 5 hecta 7 tỷ hay là còn ít, tại vì anh làm nó không phải kiên cố như ngoài mình làm, nữa là cái dây toàn bộ trăng dây thép thôi nên nó sẽ chi phí nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. À, thì không biết mình có thì là được, bởi vì anh trước đây là cái cây này đúng không, cái này to nó lên đây nó như thế này rồi, xong nó cắt cho ra quả ở đây rồi. Mỗi cây chắc được chùm cây, một chùm cái hai chùm gì đấy. Thế xong là cành nó neo nghèo nó không đạt như này, lại cắt xuống cái này. Cắt xuống dưới này để tạo lại, em hiểu không? Đấy, tạo lại bây giờ nó mới trên nó thành như này. Chứ còn cái cây này, cái gốc này là 3 năm rồi mà. 3 năm anh bảo thu được một vụ được 7 tạ quả cả cái vườn này. Ôi trời ơi. Thế này mà mình mà lần đầu mà nhìn thấy vườn người ta trồng nho này chắc mình không dám trồng được. Không, như mình trồng mà
mình ăn nho rồi mình cảm thấy ở đây nó là một cái thất bại. Đúng rồi. Còn nếu như người khác ăn nho thì nhìn quả như là cái đẹp rồi. Rồi như cái chị vừa rồi vào nhìn cái vườn đấy cũng là xa và chụp ảnh nữa. Vâng.